Báo Trung Quốc, U20 Việt Nam là ứng viên vô địch U20 châu Á. U20 Iran thiệt quân trước trận quyết đấu với U20 Việt Nam. U20 Việt Nam chuẩn bị kỹ thể lực cho trận quyết định với Iran. U20 Việt Nam bị loại khỏi giải U20 châu Á trong trường hợp nào? Báo Trung Quốc, U20 Việt Nam là ứng viên vô địch U20 châu Á. Chứng kiến màn trình diễn của thầy trò Hoàng Anh Tuấn từ PP Sport của Trung Quốc khiến tất cả phải giật mình khi nhận định U20 Việt Nam là ứng cử viên vô địch. Một Việt Nam yếu kém trong quá khứ giờ đã trở thành ứng viên vô địch đang thể hiện sự tiến bộ qua từng năm. PP Sport viết trong bài tổng quan lượt trận của vòng chung kết U20 châu Á đang diễn ra tại Uzbekistan. Tờ này tiếp tục nhận định U20 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng đấu của mình, dù bảng B được xem là bảng tử thần. Các đội bóng ở cấp quốc gia Việt Nam đã thể hiện được đẳng cấp hàng đầu châu Á. Với trình độ đào tạo trẻ và lối chơi tương tự Nhật Bản, Việt Nam thi đấu mạnh và có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại những đối thủ được đánh giá cao hơn. Điểm mạnh của Việt Nam giống Nhật Bản, họ sở hữu kỹ thuật cá nhân vượt trội, khả năng chuyền bóng và kỹ thuật tốt, thể hiện sự gắn kết với những tình huống phối hợp hợp ý, phản công sắc bén. Họ được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch giải U20 châu Á 2023. Trong khi đó, PP Sport bi quan về đội tuyển U20 Trung Quốc ở giải đấu lần này. Trong trận đấu giao quân bảng D với Nhật Bản, Trung Quốc nhập cuộc tốt nhưng sớm bị dập tắt hy vọng. Với những gì đã diễn ra, có thể nói thực lực của Trung Quốc là yếu kém nhất bảng và hoàn toàn có thể tiếp tục thua Ả Rập Xê Út lẫn Kyrgyzstan. Khả năng giành vé vị trí nhì bảng là cực kỳ thấp. Ở lượt trận tiếp theo, Việt Nam sẽ chạm trán U20 Iran và nắm trong tay quyền tự quyết. Thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn giành tối thiểu một điểm để được có thể đảm bảo được ngôi đầu. U20 Iran thiệt quân trước trận quyết đấu với U20 Việt Nam. U20 Iran tổn thất lực lượng trước trận đấu với U20 Việt Nam do án treo giò. Tiền vệ Efran Gorbani của U20 Iran cấm thi đấu trận đấu gặp U20 Việt Nam. Cầu thủ này nhận đủ 2 thẻ vàng trong 2 lượt trận đầu tiên của bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. Tấm thẻ đầu tiên của Gorbani đến ở phút 58 của trận giao quân gặp U20 Qatar. Tại cuộc đọ sức với U20 Australia sau đó, tiền vệ này bị trọng tài chính Namji Nazaruddin rút thẻ ngay trong hiệp 1, đồng nghĩa với việc bị treo giò tại trận kế tiếp. Việc Efran Gorbani vắng mặt là tổn thất không nhỏ cho U20 Iran. Tiền vệ sinh năm 2003 được xem là một trong những cầu thủ quan trọng của đại diện khu vực Tây Á. Anh thi đấu năng nổ với kỹ thuật cá nhân tốt. Tiền vệ này có thể tạo ra đột biến nhờ những tình huống leo biên và tạt bóng vào vòng cấm. Hiểu được những khó khăn khi đối đầu với U20 Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran, ông Abdulsamad Mahfavi cẩn trọng. Điều quan trọng nhất lúc này với U20 Iran là các cầu thủ cần phải quên đi thất bại. Họ cần lấy lại thể lực và tinh thần sau trận thua U20 Australia. Việt Nam thể hiện được năng lực và cho thấy chiến thuật hợp lý. U20 Iran có được khởi đầu tốt chỉ mới trong mong giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng để không bị loại từ vòng bảng. Việt Nam đang đứng đầu bảng A với 6 điểm sau 2 chiến thắng. U20 Iran xếp thứ 3 với 3 điểm và hiệu số là 0, bằng với U20 Australia nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Trước trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đón tin vui khi hậu vệ Hồ Văn Cường không gặp phải chấn thương nặng. Khả năng ra sân của cầu thủ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng anh chỉ bị đau nhẹ ở phần mềm. Trong khi đó, các trụ cột như Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt đều có được thể trạng và tinh thần thoải mái. Trận đấu giữa Việt Nam và Iran diễn ra lúc 17 giờ ngày mai, ngày 7 tháng 3. U20 Việt Nam chuẩn bị kỹ thể lực cho trận quyết định với U20 Iran. U20 Việt Nam tự tin hướng đến trận đấu cuối cùng tại vòng bảng U20 châu Á với mục tiêu có ít nhất một điểm trước U20 Iran để giành vé vào vòng tứ kết. Việt Nam được huấn luyện dưới trướng ông Hoàng Anh Tuấn cho thấy sự tập trung rèn luyện thể lực và phục hồi cơ thể ở buổi tập gần nhất trước khi bước vào trận đấu gặp Iran vào chiều mai, ngày 7 tháng 3. Đoàn quân áo đỏ sao vàng đã trải qua 2 chiến thắng trước Australia và Qatar nên cực kỳ chú trọng đến việc giữ gìn thể trạng sung mãn. Việt Nam thành công nhờ lối chơi phòng ngự phản công và chuyển đổi trạng thái nên cần giữ được thể lực tốt để có thể tận dụng các pha bóng tốc độ. Các buổi tập rèn luyện và phục hồi đã luôn được U20 Việt Nam thực hiện thường xuyên từ giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu chính thức. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp đội tuyển thi đấu tốt tại U20 châu Á 2023. Ngoài thể lực, các cầu thủ Việt Nam vẫn đang giữ được sự thoải mái, tự tin trước khi bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng quan trọng. Việt Nam có được lực lượng mạnh nhất cho trận đấu quan trọng. Hậu vệ Văn Cường phải tập luyện riêng ở buổi tập gần nhất nhưng cũng đã sẵn sàng thi đấu bởi không gặp vấn đề gì. U20 Việt Nam đang đứng đầu bảng B tại vòng chung kết U20 châu Á với 6 điểm và nắm cơ hội rất lớn để tiến vào vòng sau. Trận đấu cuối cùng vòng bảng giữa Việt Nam với Iran diễn ra vào lúc 17 giờ chiều mai, ngày 7 tháng 2 theo giờ Việt Nam tại Uzbekistan. Việt Nam chỉ cần không thua để có thể giữ vững ngôi đầu và giành vé đi tiếp, qua đó hướng đến mục tiêu đoạt suất dự U20 World Cup thông qua giải đấu châu lục. U20 Việt Nam bị loại khỏi giải U20 châu Á 2023 trong trường hợp nào? Dù đang có 6 điểm sau 2 trận đấu toàn thắng nhưng U20 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng U20 châu Á 2023. Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Qatar 2-1 tại lượt trận thứ 2 bảng B giải U20 châu Á 2023. Với trận đấu này, Việt Nam đã có 6 điểm và dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, Australia và U20 Iran có cùng 3 điểm, còn U20 Qatar chưa có điểm nào. Tại lượt trận cuối, đoàn quân áo đỏ sẽ gặp Iran, trong khi đó U20 Australia sẽ đọ sức với Qatar.
Dù đang dẫn đầu, nhưng Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại sau giai đoạn vòng đấu bảng. Cụ thể, theo điều lệ của AFC, nếu như có nhiều đội cùng điểm, thành tích đối đầu giữa các đội sẽ được tính đến và kế đó là hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ở các trận đối đầu trực tiếp. Trong trường hợp Việt Nam để thua Iran, còn Úc thắng Qatar, thì bảng B sẽ có 3 đội bằng điểm, khi đó thành tích đối đầu của 3 đội sẽ được xét đến. Cụ thể, sau vòng 2, thứ tự của 3 đội lần lượt là Việt Nam, Australia và Iran. Vì Australia đã gặp Qatar ở lượt cuối nên những chỉ số này của chiếu túi không thay đổi. Vì vậy, Việt Nam chỉ giành quyền đi tiếp khi thua với cách biệt một bàn và phải ghi được 2 bàn vào lưới của Iran. Nếu như điều này xảy ra, thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ vào tứ kết với vị trí thứ hai, còn Iran có ngôi đầu. Ngược lại, Việt Nam sẽ bị loại nếu như để thua với tỷ số 0-1 hoặc 1-2 ở lượt cuối. Trong khi đó, hiệu số của 3 đội đều là 0, nhưng U20 Việt Nam đứng với dưới vì ghi ít bàn hơn trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Ngoài ra, nếu như để thua với cách biệt 2 bàn trở lên trước Iran, trong khi Australia thắng Qatar, thì Văn Khang cùng các đồng đội chắc chắn bị loại. Ở trường hợp còn lại thì Việt Nam sẽ vào tứ kết với ngôi nhất bảng B nếu thắng hoặc hòa U20 Iran.